uống nước sau bữa ăn. Với cách này sẽ rửa sạch cằn tỏi mắc lại trong miệng. Nước cũng kích thích sản xuất nước bọt loại bỏ vi khuẩn dẫn đến hôi miệng. Ăn táo, rau bina. Đây là những loại rau, quả giàu vitamin góp phần khử mùi tỏi còn đọng trong miệng. Đồng thời, rau diếp cá cũng được xem là khắc tinh của hôi miệng do tỏi. Súc miệng bằng dung dịch có mùi bạc hà. Mùi bạc hà có chứa clor dioxit giảm hơi thở có mùi. Súc miệng còn giúp loại bỏ vi khuẩn mảng bám thức ăn sót lại sau bữa ăn. Dùng giấm táo. Dùng một thìa giấm táo sau bữa ăn loại bỏ mùi hôi do tỏi khá hiệu quả. Tuy nhiên giấm táo sẽ không phù hợp với những người đang dùng thuốc trị tiểu đường, mắc bệnh huyết áp, tim mạch. Dùng chỉ nha khoa và đánh răng. Vi khuẩn gây mùi thường tìm thấy ở mảng bám trên răng và bên dưới đường viền nướu. Dùng chỉ nha khoa sau bữa ăn để loại bỏ thức ăn thừa nhét sâu trong kẽ răng, sau đó đánh răng nhằm làm sạch vi khuẩn. Uống trà xanh sau bữa ăn. Trong trà xanh chứa hợp chất catechin làm giảm mảng bám, tốt cho sức khỏe răng miệng, có thể khử mùi tỏi. Nhai kẹo cao su. Việc nhai kẹo giúp giảm mùi khỏi trù do tỏi, kích thích sản xuất nước bọt, có thể làm sạch vi khuẩn và mảnh thức ăn. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, nhai kẹo cao su không đường trong 20 phút sau bữa ăn có thể phòng tránh sâu răng.